hàng Tết Việt tăng 15% vì dân lo tích trữ. Không tin vào lời tiên đoán nói rằng vật giá trong những ngày Tết sẽ ổn định, dân chúng Việt Nam đã đổ xô mua hàng với số lượng lớn so với thường ngày để dự trữ. Tình hình này diễn ra suốt 2 tuần qua, dẫn đến điều đáng lo ngại, giá cả hàng hóa tăng vọt ít nhất 5% đến 10%. Hầu hết giá cả loại thực phẩm như thịt bò, gạo, các loại đậu đều tăng vọt. Báo này cũng nói rằng có loại mức đồng loạt tăng giá thêm 15% nữa. Theo tiểu thương ở một số chợ, giá cả bỗng dưng vọt lên vào những ngày cận Tết xuất phát từ việc các bà nội trợ đua nhau đi sắm sửa, mua thật nhiều hàng hóa, thực phẩm để dùng trong 3 bữa Tết. Có người cho rằng không ít dân chúng Việt Nam theo tập tục ngày ăn Tết, ăn các món dự trữ cũng như tích trữ thực phẩm để ăn suốt 3 ngày xuân, không cần phải đến chợ. Có bà nội trợ còn kiêng đi chợ trong những ngày đầu năm âm lịch, nhất là khi cần phải mua giá, trái khổ qua. Vì vậy, một số bà không ngần ngại mua trước để trữ trong kho riêng của mình, khi cần thì mang ra chế biến, nấu nướng cho bữa ăn ngày xuân. Theo dư luận, tâm lý dự trữ thực phẩm trong những ngày dịp Tết đã đẩy giá cả leo thang làm cho khổ người dân nghèo và người có đồng lương cố định. Giới này đang phải chạy ăn từng bữa, chạy gạo từng ngày, giá tăng vọt làm túi tiền của họ vơi đi.